năm nay tôi dẫn theo nhóm học sinh này, là học sinh đã trải qua 3 năm dịch bệnh, từ tiểu học lên trung học cơ sở. Trong 3 năm qua, họ đã liên tục đi học ở trường, nên nền tảng không vững chắc, là nhóm học sinh mà chúng tôi cho rằng nền tảng kém nhất, và chúng tôi tin rằng có khả năng chăm sóc họ tốt. Chương 1 Ngươi hảo Lão sư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 2 Phấn thành cố lên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Cán bộ kỳ cựu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Kỳ kỳ tử tử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Trầm mặt ít nói ban bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Thần kinh suy nhược ban Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Giả vờ giả Việt ban Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Ngăn trở bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Kém nguyên nhân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Ví dụ sống sờ sờ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.